kẹt xe, kẹt đường, không đi được nữa, không có còn cái cảnh đó nữa thì cũng đỡ. Bình thường đi vào cái chợ này không đi được như thế này đâu. Rồi sát bên quán pizza bên phải đó là cái bồn nước ngày xưa bên trong, bây giờ có mấy cây trứng cá rồi đó. Mảnh đất này cũng rộng nha. Đây, bên trái là đi về Xóm Gà đó. Trên con đường Nguyễn Văn Đậu ngày xưa là Ngô Tùng Châu. Dạ, Sài Gòn hôm nay xin kính chào cô bác, anh chị và các bạn. Một ngày đầu tuần, ngày thứ hai. Hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2023. Và hiện tại bây giờ là 8 giờ 30 phút. Em đang có mặt ở khu vực quận Bình Thạnh. Ở đây là con đường Lê Văn Duyệt, Gia Định. Sau năm 75 thì nó được đổi tên, nó bị đổi tên qua đường Đinh Tiên Hoàng. Rồi bây giờ được trả về cái tên cũ là Lê Văn Duyệt rồi. Phía trước thì chúng ta có ngã ba đường Vũ Tùng, bên tay phải đi về chợ Bà Chiểu. Và đó là con đường Phan Đình Phùng, Châu Văn Tiếp năm xưa. Qua khỏi Lăng Ông thì chúng ta tới khu vực ngã ba Chi Lăng và con đường Lê Văn Duyệt. Chi Lăng tức là Phan Đăng Lưu. Xin kính chúc cô bác, anh chị và các bạn một ngày thật là nhiều niềm vui, bình an, thật nhiều sức khỏe. Và bây giờ thì em mời cô bác, anh chị cùng dạo phố về một cái ngôi chợ mà nghe cái tên là thấy hết sung rồi. Nó là chợ Cây Quéo, Bình Thạnh và khu vực Xóm Gà. Cũng lâu rồi em chưa ghé về. Những cái ngày đầu năm mời cô bác, anh chị cùng chạy về cập nhật một vài cái hình ảnh ở khu vực Xóm Gà, chợ Cây Quéo cùng với em. Sáng nay dắt xe la thì gì không đề được máy nữa, phải đạp. Rồi em bắt đầu lăn bánh tới khu vực ngã ba Chi Lăng và Lê Văn Duyệt. Phía sau lưng của em là đi về cầu Bông đó anh chị. Đây là khu vực đi vào chợ Bà Chiểu, mấy cái xe bán hàng rong này. Khu vực này Lăng Ông này. Sáng sớm ngày mới Sài Gòn mình đông vui nhộn nhịp lắm, kẹt xe nữa. Em chạy từ bên Nhà Bè qua đây á anh chị, kẹt xe. Bên trái của em là khu vực vào cư xá Lê Văn Duyệt năm xưa. Bên tay phải của em đây là Lăng Ông, bức tường của Lăng Ông. Ở đây có hàng cây rất là đẹp. Trời nắng cũng như trời mưa, luôn luôn mát mẻ. Đường Lê Văn Duyệt đầu đường là có cái cọc chào chúc mừng năm mới. Và bên tay phải của em là quẹo về Hàng Xanh. Bên tay trái thì chúng ta quẹo về thị trường Tân Sơn Nhất. Đối diện anh chị đang nhìn thấy đó là Ủy ban Nhân dân quận Bình Thạnh. Ngày xưa là khu vực Dinh Tịnh Trưởng và Bố Gia Định đó. Ngã ba đường Chi Lăng và Lê Văn Duyệt rất là nhiều cái kỷ niệm. Tìm về vùng đất Gia Định xưa, chợ Cây Quéo. Ở Sài Gòn mình thì có rất là nhiều cái chợ mang những cái tên nó rất là bình dân, ai cũng dễ nhớ. Có chợ Cầu Ông Lãnh nè, chợ Cầu Muối nè, chợ Bà Hôm nè, Bà Chiểu nè. Rất là nhiều khu chợ mang tên những nhân vật hoặc là những cái cây. Chợ Cây Thịnh, chợ Cây Điệp, chợ Cây Quéo. Ở đây là ngã ba khu vực đường Nguyễn Văn Học, bên tay phải đi về Bình Lợi, về cầu Bình Lợi. Ngày nay là đường Nơ Trang Long đó. Còn bên tay trái là Đại học Mỹ thuật Ngày Hôm Nay, trường vẽ Gia Định. Tiền thân là trường vẽ Gia Định, trải qua rất là nhiều cái thời kỳ với những cái tên khác nhau. Đối diện thì anh chị đang thấy đó chính là bệnh viện Nguyễn Văn Học năm xưa, bây giờ là bệnh viện Nhân dân Gia Định đó anh chị. bus, người ta đòi quẹo đó. Lưu thông ngoài đường đôi khi cũng có nhiều tình huống cũng mệt mỏi lắm anh chị, đặc biệt là giao thông ở Sài Gòn mình bây giờ đông rối nùi. Bên trái của em á, là khu vực đường Nguyễn Duy vào khu xá Lê Văn Duyệt, sát bên trường Hào Hy Tập anh chị. Còn ngay phía trước đây là cổng của bệnh viện Văn Học năm xưa, bây giờ là bệnh viện Nhân dân Gia Định đó. Đường xá rất là đông, cái con đường này chạy về phía đường là anh chị thấy là xe cộ hầu như lúc nào cũng nhộn nhịp. Hôm nay một ngày trời nắng nè anh chị, bây giờ em thấy là mặt trời đang cũng bắt đầu gắt rồi đó. Bên trái em là con đường Vạn Kiếp, chúng ta quẹo trái về khu Miếu Nội đó. Thứ hai đầu tuần đó, xe cộ đông nghẹt luôn, ồn ào náo nhiệt. Trường bồi dưỡng giáo dục, bên phải của em là có trường bồi dưỡng giáo dục. Không, em cũng không biết là bồi dưỡng giáo dục này là như thế nào, dành cho tầng lớp nào, lứa tuổi nào. Ở đây là con đường Hoàng Hoa Thám. Và bây giờ mời cô bác anh chị vào phải Hoàng Hoa Thám nha. Chúng ta đi về chợ Cây Quéo. Đi thẳng thì chúng ta đi lên phi trường Tân Sơn Nhất. Đây chúng ta đi về hướng chợ Cây Quéo, Xóm Gà. Bên phải của em ở đây là ngôi trường Hoàng Hoa Thám ngày hôm nay. Năm xưa là trường Nguyễn Bá Tòng đó. Nguyễn Bá Tòng này thì không phải là Nguyễn Bá Tòng của bên Bùi Thị Xuân nên gì. Kiến trúc ngôi trường cũng cũ lắm vậy không? Trường trung học phổ thông cấp 3 từ lớp 10 tới lớp 12 đó. Đường Hoàng Hoa Thám này thì ban đêm vui lắm, người ta bán đồ ăn vặt, vỉa hè, quán cà phê, ăn uống. Bên mé tay phải của em là khu vực nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Một vài cái hình ảnh để các anh chị thấy. Giáo xứ Đức Mẹ Vô Nhiễm. Rồi, em chạy về hướng của chợ Cây Quéo này. Lâu rồi không biết chợ Cây Quéo có quéo không? Bánh mì, pate Gia Lai. Đường Hoàng Hoa Thám em thấy có vẻ thông thoáng quá, không có quá là nhộn nhịp xô bồ. Bên trái em là đền thờ Đức Thánh Mẫu Cụ Giày, Hai Bà Trưng, khối thờ Hai Bà Trưng. Không có quá là xô bồ nhộn nhịp, một cái cảm giác khá là bình lặng. Các cái quán cà phê, xe trật tự đô thị nè anh chị. Đang đóng quân ở đây à. Trật tự đô thị đóng quân ở đây, chuẩn bị chạy về chợ Cây Quéo dịp. Chợ Cây Quéo, tất cả các cái chợ ở Sài Gòn mình sau mùa dịch là nó quéo thiệt luôn đó chứ. Trên đường này có nhiều hội lắm anh chị, hội Liên hiệp Phụ nữ, hội cựu chiến binh, ủy ban mặt trận Tổ quốc nè, rồi cái gì ban quản lý gì quân sự rồi đó, trật tự đô thị nè, dọc lên con đường Hoàng Hoa Thám này nhiều lắm. Con đường này bây giờ giá cả nhà cửa ở đây cũng đắt lắm. Cuộc sống ở đây em thấy bình lặng, không có quá nhộn nhịp. Ai mà thích cái không khí yên bình một chút thì về đây mua nhà ở. Ngay cả những cái con hẻm ở cái khu vực này, Hoàng Hoa Thám này, em thấy nó cũng không có quá phức tạp đâu. Ở đây là ngã tư con đường Hoàng Hoa Thám giao với lại con đường Nguyễn Văn Đậu. Nguyễn Văn Đậu là Ngô Tùng Châu. Ngay chỗ này có cái phở Cây Quéo này, bên phải của em. Có, không biết quán phở có còn không? Còn đây anh chị, nhưng mà hôm nay không thấy bán. Phở Cây Quéo mình mới thấy phải của em. Tạm nghỉ 5 ngày, từ 2 đến thứ 6, thứ 7 bán lại. Đó, đây là con đường Ngô Tùng Châu. Bên phải chúng ta đi về Xóm Gà, bên trái thì chúng ta đi về đường Phan Đăng Lưu Chi Lăng. Góc bên trái có cái trường Tân Khoa năm xưa đó. Ở mình thì đèn đỏ người ta thường có xu hướng quẹo phải, ai cũng quẹo hết trơn á, thành ra đôi khi nó dẫn đến cái chuyện là đèn đỏ vẫn có người quẹo rồi cãi nhau sùm hết. Đây là chợ Cây Quéo rồi anh chị. Chủ vất vả khó khăn. Chợ bây giờ thì nó không còn giống như lúc trước. Thưa thớt, vắng vắng. Lúc trước cái chợ này người ta bán đồ ra giữa đường, dễ gì mà em chạy xe được ở đây. Thường là phải chạy ngay giữa đường luôn, còn rất là khó chạy nữa. Ngày hôm nay thì người ta dẹp vô trong hết rồi, trật tự đô thị người ta đi liên tục đó anh chị. Đối với chợ Cây Quéo này thì cũng giống như cái khu chợ từ xưa tới giờ, không có nhà lòng đó. Không có cái nhà lòng, rồi đôi khi nó giống như cái chợ tự phát vậy. Trật tự đô thị người ta cũng có lý do người ta đi dẹp, rồi đường xá kẹt xe đó, không có đi được đó, nên là đôi khi người ta cũng dẹp luôn. Tất nhiên thì để mà dẹp luôn cái chợ thì cũng khó. Ở đâu có nhu cầu là ở đó có chợ thôi anh chị, nên dẹp luôn thì khó lắm. Hơn nữa cái mưu sinh của bà con mình đó. Nhưng mà người ta dẹp vào trong nhiều, không có còn bán hàng rong, rồi xe đậu ở ngoài, kẹt xe kẹt đường không đi được nữa, không có còn cái cảnh đó nữa thì cũng đỡ. Bình thường đi vào cái chợ này không đi được như thế này đâu. Rồi bây giờ cạnh tranh siêu thị to, siêu thị nhỏ quá trời quá đất. Bên phải của em là trường Nguyễn Bá Ngọc, có một cái trường tiểu học nhỏ nhỏ ở đây. Đi xuống dưới này là đụng đường Nguyễn Thượng Hiền, nhà thờ Bác Ái đó anh chị, Bác Ái đó. Xuống dưới này Ồ, ở đây có cái nhà treo leo. Chợ vắng anh chị ha, thịt heo vắng tanh, buôn bán thịt heo, thịt đồ treo ế ẩm luôn mà, quá trời. Vắng lắm. Bên trái em ở đây có một khu đất quay lại, chắc là chuẩn bị xây cái gì nhưng mà lâu lắm rồi không thấy xây nữa. Chắc là có bao nhiêu người lại mất vốn ở đây. Làm gì đây? Xây dựng tổ ấm thì ít đầy đủ gì, nằm một cục ở đó mà không thấy ai động tĩnh gì hết. Rau vườn. Đó, ở đây là giáo xứ Bắc Ái. Giáo xứ Bắc Ái bên mé tay phải của em bẹo một chút. Wow, chợ vắng tanh luôn anh chị, ế luôn á, không có bao nhiêu người đi mua bán ở đây. Thịt gà, thịt heo này đó, ngồi buồn so. Ô, bên trái em là giáo xứ Bắc Ái anh chị nè. Giáo xứ Bác Ái, Bác Ái, lâu lâu em hay bị lộn qua Bắc Ái, giáo xứ Bắc Ái. Con đường Nguyễn Thượng Hiền này là đi về ga Sóng Thơm, đi ra tới khu vực Lê Quang Định, Trần Bình Trọng nữa luôn, theo hướng này, theo hướng này, hướng bên phải này. Đó, hướng bên trái thì chúng ta cũng chạy về khu vực đường rầy xe lửa ga Gò Vấp. Rồi em bây giờ em sẽ mời cô mấy anh chị chạy ra hướng của con đường Nguyễn Văn Đậu, Ngô Tùng Châu nha. Em chạy con đường Nguyễn Thượng Hiền này đi ra tới con đường Nguyễn Văn Đậu, Ngô Tùng Châu, rồi quẹo lên xóm Gà. Vẫn là những cái khu nhà cũ. Ngày xưa em học ở trên Gò Vấp, chợ Gò Vấp, và ở ngã tư Phú Nhuận thì em thường hay đi cái con đường Nguyễn Thượng Hiền này lắm, đi men theo con đường này rồi vào những cái con hẻm đi đâm ra ngã Ba Chú Ý là Nguyễn Thái Sơn bây giờ đó, rồi lên hướng của trường Công nghiệp 4 hay chợ Gò Vấp. Cho nên con đường này ngày xưa em hay đi lắm, đi mòn luôn anh chị, từ xe đạp cho tới xe máy. Ở đây có những con hẻm quẹo qua Thích Quảng Đức. Thích Quảng Đức là huyện Huệ năm xưa, khu vực Phú Nhuận đó. Chỗ này thì là quận Phú Nhuận. Ở Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp thì nhiều khi nó giáp danh nhau. Có những vị trí chỉ cần là bước qua bên này đường bên kia đường là khác nhau rồi. Ví dụ như ở đây bên trái em là Bình Thạnh, bên phải là Phú Nhuận. Con đường Nguyễn Thượng Hiền này, bên trái là Bình Thạnh, bên phải là Phú Nhuận, hai quận khác nhau. Đi thẳng cái con đường này là anh chị ra ngay chỗ đường Nguyễn Văn Đậu, Ngô Tùng Châu, rồi quẹo phải ra đường Phan Đăng Lưu, Chi Lăng luôn. Lâu lâu đi thăm lại cái con đường quen thuộc này. Ồ, đứa bé ngồi một chút bồi hồi thân quen, cách đây cũng cả chục năm hơn rồi, lâu lắm rồi em không còn đi. Từ khi tốt nghiệp khoảng 2010, 2011 gì đó là nghỉ đi cái con đường này rồi, sau này thì hiếm đi lắm. Đó, ra đây thì chúng ta có một cái chung cư, rồi chúng ta đi ra con đường Nguyễn Văn Đậu, Ngô Tùng Châu năm xưa đó, Gia Định. Hôm nay trời nắng, anh chị thấy ngược nắng một chút mà tối ghê không? Đây có quán cà phê trong góc. Nhà ở đây ngon, Đây là bên tay trái của em là quận Bình Thạnh, bên phải vẫn là quận Phú Nhuận. Như vậy cái con đường Nguyễn Thượng Hiền này thì chia ra, ở bên trái là quận Bình Thạnh, bên phải là quận Phú Nhuận. Ở đây là có cái chung cư, khu nhà ở cao cấp. Trời đất ơi, cao cấp này chắc mấy chục năm về trước. Khu nhà ở cao cấp, nhưng mà chắc cao cấp này là mấy chục năm về trước chứ không phải là cao cấp ngày hôm nay rồi. Rồi mời cô bác anh chị đi. Đây có chung cư Botanic nữa. À bên trái em là cái trường Tân Khoa này. Quẹo phải thì anh chị đi ra đường Phan Đăng Lưu. Đây là ngày hôm nay trường này là trường phổ thông, trung học phổ thông Phan Đăng Lưu. Bên trái của em cũng còn ở đây phải trường Phú Nhuận hôm nay, không phải trường Phú Nhuận nằm ở bên công viên Gia Định á. Cư xá Nguyễn Văn Đậu, em đi ngang cái cư xá Nguyễn Văn Đậu. Hôm nào đi dạo ở cư xá Nguyễn Văn Đậu này chắc vui. Đây bên trái là đi về Xóm Gà. Đó, trên con đường Nguyễn Văn Đậu ngày xưa là Ngô Tùng Châu. Mời các bác anh chị nhìn một chút cái khu vực trường Tân Khoa. Đây có cái nhà đang bán. Đây khu trường học, giờ là trường Phan Đăng Lưu, trung học phổ thông Phan Đăng Lưu. Rồi em đi theo cái hướng này về Xóm Gà. Ở đây cấm xe hơi từ 6 giờ tới 22 giờ luôn anh chị. Con đường Nguyễn Văn Đậu này về là cấm ngay từ đầu đường Phan Đăng Lưu chạy vào rồi. Đó, cấm xe hơi. Một chút cái không khí ở khu vực Bình Thạnh Xóm Gà anh chị có thể thấy là ngay cả cái con đường Nguyễn Văn Đậu này nó thường thường rất đông, nhưng mà hôm nay bạn thấy có một cái gì đó khá là tĩnh lặng anh chị, không có quá là lộn xộn, không có quá xô bồ giống như hồi trước. Bên trái em là chùa Hải Quan. Anh chị thấy không, thông thoáng. Cũng một phần nữa có lẽ là xe hơi cấm đi cái đường ngược chiều, cái đường em đang đi cấm xe hơi đi vào, ra là cái lane em chạy là hầu như không có chiếc xe hơi nào, thấy đường thoáng thoáng hẳn ra. Em về lại ngã tư đường Nguyễn Văn Đậu với Hoàng Hoa Thám, bây giờ chạy về ngã tư Xóm Gà. Xóm Gà đi lên hướng Lê Quang Định. Ở đây quẹo phải thì anh chị sẽ về hướng Bà Chiểu lại nha. Chợ Cây Quéo đúng là nó quéo luôn, từ cái mùa dịch tới giờ thấy nó mất tanh, không có thấy không khí chợ. Đây là hướng đi về Bùng Binh, bồn nước ngay chỗ đường Trần Bình Trọng đó anh chị. Ngày hôm nay cái bồn nước thì vợ bỏ rồi. Khu vực Bình Thạnh này nói về cái bồn nước lớn thì em chỉ biết có mỗi cái bồn nước ngay Trần Bình Trọng này thôi. Bây giờ dở mất rồi, không còn nữa. Hai bên anh chị thấy người ta buôn bán cũng nhộn nhịp, nhiều dịch vụ ăn uống lắm, điện nước gì cũng đầy đủ hết. Đối với cái khu Bình Thạnh mà khu Xóm Gà này thì cũng dễ sống lắm anh chị. Bên trong những con hẻm vẫn có những cái khu phòng trọ, giá cũng bình dân, ăn uống thì cũng bình dân. Bánh canh cua giò heo. Sáng sớm thì mấy cái món ăn bò bít tết 45.000 một phần. Nói chung bò bít tết thì ít có chỗ nào rẻ lắm anh chị. Liên quan tới bò thì em thấy hình như là giá cũng cao. Ở đây nè, ở đây là cái bồn binh. Có một cái bồn binh nhỏ xíu, anh chị có thể để cái bạn nè, bạn bồn binh nè. Thì chỗ này á, nhìn thẳng là công ty cổ phần cơ khí công trình cấp nước. Và bên trong đó là cái bồn nước ngày xưa á, bây giờ đập bỏ rồi. Sát bên thì có quán pizza. Ngày xưa thì không có đâu, lúc trước không có nên nó cũng mới có đây thôi. Quán pizza này đó. Em leo ở đây em đứng một cái. Các bác anh chị nhìn một chút cái khu Trần Bình Trọng này à, có quán pizza à. Rồi sát bên quán pizza bên phải đó là cái bồn nước ngày xưa, bên trong bây giờ có mấy cây trứng cá rồi đó. Mảnh đất này cũng rộng nha, mảnh đất này cũng rộng nhưng mà em thấy để không như thế này không biết sau làm cái gì. Lúc trước là cái bồn nước ở đó, nó bên trái là con đường Trần Bình Trọng chạy về ga Gò Vấp luôn. Còn chúng ta đi thẳng tới đây là đường Nguyễn Văn Đậu với giao với Lê Quang Định, tức là ngã tư Xóm Gà. Đó, nước bên trái em này, công ty cấp thoát nước, mảnh đất rộng lắm á. Đất này chắc cũng phải là 300 m², đoán vậy thôi. Ở đây thì đi thẳng thì anh chị về con đường Nơ Trăng Long, Phan Văn Trị đó. Còn bên phải thì về lại chợ Bà Chiểu. Bên trái thì em đi về hướng Gò Vấp, Phạm Văn Đồng. Đây nhà cũ quá trời luôn này anh chị. Nhà thuốc Thọ Nguyên này đó. Ngày xưa có một thời gian em cũng hay uống ở đây. Cơm niêu chỉ từ 35.000. Ở đây là bắt đầu chúng ta đi lên hướng của Gò Vấp. Đây vẫn là Bình Thạnh. Lên hướng Gò Vấp, bánh cuốn, bánh ướt. Cái cuộc sống nó rất là nhộn nhịp. Mà có một chút gì đó nó bình yên. Ở vị trí này là bên phải em là rất là nhiều ngôi chùa nằm trong các cái con hẻm người ta gọi là xóm thiền. Đây có chùa Vạn Đức này, em sẽ mời cô bác anh chị cập nhật một chút cái đoạn này. Đoạn này thú vị lắm, có nhiều cái vị trí mà muốn cô mời cô bác anh chị nhìn lại. Chùa Vạn Đức em mới đi ngang ha. Bên trái là chúng ta chuẩn bị tới một ngôi trường là trường Yên Thế. Đó. Bên phải em ở đây là một ngôi chùa nữa nè. Rồi cô bé ngồi trên xe, chùa này như là chùa gì Dược Sư hả? Để em xem lại cho quên mất này. Đúng rồi, chùa Dược Sư anh chị, chùa Dược Sư ha. Đó, còn đối diện với chùa Dược Sư thì bên mé tay trái của em là trường Yên Thế đây nè. Yên Thế mà sao? Trường Yên Thế thì cũng chia tự nhiên có hai khu. Đó, một khu thì ở đây, một khu chùa Dược Sư, ngay chùa Dược Sư, đối diện chùa Dược Sư. Đây. Đó, trường Yên Thế. Đó. Còn một cái nữa thì nằm ở bên mé tay phải của trường này. Đây có con hẻm này vào một cái cô nhi viện năm xưa. Ngày hôm nay là dòng Đa Minh. Đó. Cô nhi viện. Trường Yên Thế. Em sinh hoạt cả đoàn ở đây trong cái dòng Đa Minh đó. Santa Maria Họ Đạo, chùa Dược Sư. Rồi ở đây bên trái em là trường Yên Thế tiếp này anh chị này, màu xanh xanh đó. À, bên trái nè, trường Yên Thế nè. Có hai khu trường Yên Thế. Ở đây, đó, trường Yên Thế ở đây tiếp nè. trường này là trường tiểu trung học cơ sở đó, ở bên kia là tiểu học, hai trường khác nhau. Đây là chùa Diệu Đức bên phải của em nè, vào chùa Diệu Đức. Rồi ở đây là chùa Từ Thuyền đó. Rồi ở đây chúng ta có những cái chùa Châu An nè, Tịnh Xá Ngọc Phương gì nè, chùa Già Lam nè, đó, anh chị, cái hẻm nè, hẻm 498, 494 nè. Đó, Tịnh Xá Ngọc Phương. Rất là nhiều chùa ở đây. Rồi vị trí này thì chúng ta chuẩn bị bước qua quận Gò Vấp, ngay chỗ cái cổng chào. Bên trái có gà nướng Lưu, Việt Hương với lại Anh Tư. Rất là đông, trước dịch còn đông dữ dằn nữa. Sau dịch thì em thấy vắng hơn, cho tới bây giờ cũng thấy vắng hơn. Đó, đây là quận Gò Vấp. Bắt đầu chúng ta chạy qua khỏi cái cổng chào này, bên kia là quận Gò Vấp, lên cái rạp Đông Nhì năm xưa. Trên con đường Lê Quang Định này thì có cái rạp Đông Nhì này, xuống dưới ngã tư Bình Hòa, đường Đô Trang Long, Nguyễn Văn Học thì có rạp Đại Đồng. Cháu lòng 20k, hình như là lên 5k rồi. Em nhớ hồi xưa đứng đây có một lần quay về Gò Vấp, đứng đây hình như là cháu lòng 15k. Vật giá bây giờ không những là leo thang mà nó đu dây. Bún riêu canh bún 25.000, không? Hướng này là ra Lê Quang Định là hết. Lê Quang Định là tới cầu Hang Trong, cầu Hang Ngoài. Cầu Hang Ngoài chứ, rồi Gò Vấp, chợ Gò Vấp. Được ngăn cách con đường này bởi đường Phạm Văn Đồng. Và cái vị trí này thì em cũng xin được tạm dừng các clip của mình ngày hôm nay đi về chợ Cây Quéo một chút, Xóm Gà. Hy vọng cập nhật được một vài cái hình ảnh hiện tại để cô bác anh chị có thêm những cái thông tin và cùng nhau dạo phố. Xin kính chúc cô bác anh chị và các bạn một ngày bình an, sức khỏe và thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hẹn gặp lại cô bác anh chị và các bạn ở các clip sau trên kênh Sài Gòn Hôm Nay. Và tiếp theo thì chắc có lẽ em sẽ chạy qua bên kia kìa, chợ Gò Vấp, đường Nguyễn Văn Ly đó, cập nhật một vài cái hình ảnh bên đó. Hẹn gặp cô bác anh chị bên các clip sau bên Gò Vấp nha. Rồi em tạm dừng các clip ở đây. Bye bye.